Hôm nay là thứ năm, ngày 28/2018. Anh Nguyễn Minh Vương được đón các bác từ Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương lắp bộ sự kiện. Ô tô đang chuẩn bị sẵn. Và đây chính là bộ 25 sự kiện. Liên tục các khách tỏ ra đông, rất là vui, hành rất là vui. Và tiếng các bác đến từ Hải Dương, bộ karaoke này. Rất là nhiều, hai bên anh em hát như cạnh nhau. Bố thường nặng xó lên lên. Khi ta người chưa kiếm một lần. Niềm thương mến đó bây giờ là đời. Dù gió đưa ra sao còn như khi quê liên tục. Lo đề ca, đừng quá chất luôn rồi.